Xin kính chào thầy và các chị đang nghe chương trình Cái Nền Radio. Mình là Phan Hoa, có tham dự Cái Nền Đà Nẵng năm 2019. Các bạn ạ, một vài năm trước, mình đã từng nghĩ rằng nếu như mà mình kết hôn muộn thì nỡ sau mình có đãng trí thì con cái của mình sẽ không được nghe những cái câu chuyện của mình tuổi 20. Như vậy thì rất là tiếc. Thành ra mình đã có ý tưởng viết thư cho con gái tương lai của mình. Và trong số radio ngày hôm nay, mình xin chia sẻ một lá thư mình đã viết cho con gái của mình sau thời gian mà mình tham dự chương trình Cái Nền của thầy trường. Xin được chia sẻ cùng cả nhà. Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019. Con gái yêu của mẹ. Mẹ không biết đến năm con chừng 20-30 tuổi, con có may mắn gặp được người thầy nào giống như mẹ có nhân duyên để gặp thầy trường không nữa. Nhưng mẹ muốn ghi lại những trải nghiệm này để con có thể cảm nhận được điều đó con nhé. Con à, mẹ đã gặp được thầy Trường, một người đã từng làm tới chức cố vấn kinh tế cho chính phủ Pháp, nhưng lại vô cùng giản dị. Thầy mặc nguyên một bộ đồ màu trắng và không dùng đồng hồ, đồ hiệu đâu con ạ. Mẹ ngạc nhiên quá. Nhưng điều kỳ lạ là mọi người ai ai cũng muốn được gần thầy, được ôm thầy và được nghe thầy trò chuyện. Nó khác xa với những tổ chức mà mẹ đã từng tham dự, khi mà những người có tiền, có của lại được chào đón hơn những người bình thường khác. Sự giản dị gần gũi của thầy đã khơi nguồn cảm hứng cho mẹ quay trở lại với chính mình, kết nối và nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Mẹ đã từng nghĩ rằng giá trị của chúng ta được đo bằng những thứ mà mình xức lên người, là quần áo đẹp, xe sang, nhà đẹp. Xã hội chạy theo vật chất dường như cài đặt cho mẹ, và không ít những người bạn của mẹ tư duy rằng cuộc sống là một cuộc đua tiền bạc và danh vọng con ạ. Nhưng không phải vậy đâu con. Niềm vui đích thực còn có được, nó đến từ những điều giản dị hơn rất nhiều. Là khi con biết dùng trái tim của mình để trao đi một thông điệp yêu thương, một sự đối đáp tử tế, và con sẽ được nhận lại bằng cả sự thành thật từ một trái tim khác. Còn gì vui bằng khi cuộc sống của mình tràn ngập tình yêu. Hạnh phúc đích thực không nằm trong việc chúng ta sở hữu bao nhiêu đồ đạc hay có bao nhiêu món đồ hiệu đâu con. Những thứ vật chất là những thứ mình chẳng thể nào mang đi được khi chúng ta phải rời xa cuộc đời này. Vậy mà mình lại mang ra để so sánh, đánh giá giữa những cá nhân thì thật là sai con nhỉ. Con gái à, việc sở hữu quá nhiều đồ không cần thiết khiến chúng ta không đủ thời gian để tập trung vào khám phá những giá trị khác nữa con ạ. Mẹ sẽ kể cho con nghe. Thành thực mà nói, trước đây mẹ đã là người rất bừa bãi trong việc mua sắm. Mẹ mua rất nhiều quần áo, mỹ phẩm và vô số túi xách, váy vóc. Mẹ nhiều đến nỗi mẹ không thể nhớ nổi mẹ có bao nhiêu đồ. Có nhiều khi vô tình thấy đồ đạc, mẹ phải thốt lên à, ôi mẹ đã từng mua cái này hay sao. Mẹ đã vứt đồ khắp mọi nơi. Mẹ đã vứt ở công ty, ở phòng khách cho đến phòng ngủ. Mẹ nhiều tới mức mẹ có thể quên ở đâu, dù có để quên đồ ở đâu mẹ cũng không thấy thiếu. Nhưng con đừng có vội cười mẹ nhé. Những người bạn của mẹ không ít người như vậy con ạ. Con biết không, mẹ đã bắt đầu hành trình của mẹ bằng việc vứt bỏ đồ đạc và thực hành lối sống tối giản. Mẹ đã đi cho hầu hết toàn bộ đồ đạc của mình cho những người cần nó hơn mẹ. Mẹ chỉ giữ lại những món đồ mà thật sự cần thôi con ạ. Khi mẹ vứt đi, mẹ thấy rõ sở hữu quá nhiều đồ đạc không cần thành ra lại là một sự lãng phí kinh khủng khiếp. Hóa ra mẹ đã dùng thời gian để nỗ lực kiếm tiền, sau đó lại dùng tiền để mua những thứ chỉ vứt xó ở góc nào đó thôi. Và thật buồn là nó chỉ mang lại cho mẹ những niềm vui trong chốc lát, rồi nhanh chóng mẹ sẽ cảm thấy nhàm chán với những thứ đồ đó. Khi tối giản quần áo, mẹ đã không phải tốn thời gian mỗi ngày đứng trước tủ đồ để lựa chọn xem hôm nay mẹ mặc gì. Thời gian đó mẹ đã dành để chăm sóc bản thân mẹ, thực tập thiền, chuẩn bị đồ ăn sáng và yêu thương chính bản thân mẹ nhiều hơn. Con chỉ có thể cho đi yêu thương khi mà con đã yêu thương chính mình mà thôi con ạ. Khi tối giản đồ đạc, mẹ tiết kiệm được thời gian để dọn nhà. Thay bằng trước đây, có những ngày đi làm về mệt mỏi, phải quanh đi dọn nhà, giặt đồ khiến mẹ cảm thấy càng thêm mệt.
thế giới bên ngoài bừa bộn chính là lúc tâm trí con chưa được gọn gàng con ạ. Khi tứ giản đồ đạc, con tự khắc muốn tâm trí con được gọn gàng. Con biết không, mẹ đã luôn giải quyết việc hôm nay trong ngày hôm nay, việc ở công ty xong trước khi mẹ bước chân về nhà. Mẹ đã cắt giảm những mối quan hệ miễn cưỡng mà không mang lại bình an, hạnh phúc cho mẹ. Và điều kỳ diệu là mẹ không hề lẻ loi. Cuộc sống đã dần kết nối cho mẹ gặp những người mà có cùng tư tưởng với mẹ, nên mẹ hạnh phúc lắm. Khi tứ giản đồ đạc, mẹ có nhiều thời gian hơn để đọc sách, để học thêm ngoại ngữ mà trước đây mẹ đã quá bận rộn để học thêm. Khi tứ giản, mẹ biết cách trân trọng những món đồ mà mẹ đang có. Mẹ không cần mua những món đồ mà theo cái nhìn của người khác nữa. Con biết không, khi sống tối giản, bỗng dưng mẹ mua ít hơn mà lại có nhiều đồ hơn con ạ. Mẹ có nhiều thứ hơn. Giống như sáng nay khi bước chân ra khỏi nhà, mẹ có thời gian để ngắm một nụ hồng của nhà mình đang nở. Con ạ, nó đẹp quá. Cánh hoa nở dưới bầu trời trong xanh, nó khiến mẹ cảm thấy rung động và vui nguyên cả một ngày hôm nay. Sao mà tạo hóa có thể tạo ra một bông hoa đẹp đến như vậy? Hãy sống là chính mình, con sẽ đủ đầy. Hãy cùng thực hành nếu con thích cách trên nhé. Còn bây giờ mẹ sẽ dừng bút để đi ngủ thôi. Tạm biệt con gái của mẹ. Trên đây là lá thư mình đã viết, Gina chia sẻ cùng các anh chị nghe radio. Vậy là vô tình một cách nào đó thì anh chị đã được nghe radio trước khi cả con gái của mình rồi. Rất vui nếu như trong thời gian dịch bệnh này, ở nhà các anh chị sẽ cùng dọn tủ quần áo của mình, bỏ đi những đồ thừa không cần thiết. Mình tin sẽ có vô số trải nghiệm thú vị sẽ mở ra sau khi bước dọn đồ. Và trong video này, mình muốn đặc biệt gửi lời cảm ơn tới thầy Trường và chị Dương Thụy ở Đà Lạt, người cũng là một người thầy mà mình có gặp tại cái nền Đà Nẵng. Đúng như là thầy Trường nói, trong hệ sinh thái kế nền, ai cũng là thầy và ai cũng là trò. Xin kết thúc audio của mình ngày hôm nay, kính chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, bình an. Còn xin kính chào thầy và xin hẹn gặp lại.